sạch nhẵn vết chai chân với bảy mẹo đơn giản mà an toàn. Những cục chai ở bàn chân đôi khi khiến bạn thấy khó chịu. Bạn có thể không mang được đôi giày ưa thích vì quá đau. Vậy tại sao lại chịu đựng khổ sở mà không lại bỏ vết chai chân với những mẹo cực dễ dưới đây nhỉ? Bạn có thể không thích điều trị chai chân bằng y khoa vì người ta sẽ phải đốt vùng da này. Tuy nhiên với những mẹo bình dân sau đây, chân bạn sẽ sạch nhẵn vết chai và nhìn vô cùng trơn tru, tự nhiên. Một, Tắm bằng dầu thầu dầu và giấm táo. Bạn đổ vào chậu một ít nước và xà phòng, rồi thêm dầu thầu dầu và giấm táo vào, khuấy đều, ngâm chân trong hỗn hợp này liên tục khoảng 10 ngày, vết chai chân sẽ biến mất hoàn toàn. 2. Vitamin E bạn bóp bể một viên vitamin E rồi trà lên vết chai chân. Một vài ngày sau, những vết chai sần sẽ hết. 3. Vỏ chanh Bạn lấy vỏ chanh đắp lên vùng bị chai, mang vớ vào để cố định, cứ để vậy qua đêm, thực hiện mỗi ngày cho đến khi hết chai chân. 4. Hành và dấm táo Cách này cũng làm vào ban đêm, bạn nhúng lát hành vào giấm táo rồi đắp lên chỗ chai, đeo tất vào để qua đêm, thực hiện mỗi tối đến khi vết chai chân biến mất. 5. Bánh mì và giấm táo Nhúng một miếng bánh mì vào giấm táo và đắp lên chỗ chai chân, quấn lại bằng miếng màng bọc thực phẩm rồi để qua đêm. Hôm sau, vết chai chân sẽ mềm và tự bung ra. 6. Dầu thầu dầu bạn thoa dầu lên vùng chai chân và để cả ngày. Bạn cứ thoa liên tục bất cứ khi nào có thể cho đến khi các vết chai sần biến mất. 7. Rượu và aspirin Nghiền 10 viên aspirin, sau đó nhỏ một giọt giấm táo hoặc cồn vào, thoa hỗn hợp này lên vết chai và để chừng từ 10 đến 15 phút. Bạn dùng đá bọt, trà chân để loại bỏ vùng da chết ở chỗ chai. 8. Ngâm muối Epsom Phương pháp này có thể mất thời gian hơn, tuy nhiên nó lại giúp bạn thư giãn. Bạn ngâm chân vào nước ấm và thêm một ít muối Epsom vào. Ngâm chân 15 phút, sau đó dùng đá bọt trái chân để loại bỏ vùng bị chai.